Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dự án tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình được xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Oil Fantasy. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút Start để chatbot. Tiếp theo chúng ta là nút cho group. Các bạn gửi tới cho group Telegram channel như đầu tiên. Tiếp theo chúng ta mở Twitter, mở Discord và các trang mạng xã hội còn lại. Ta tỏi kênh Adopstan, Twitter Adopstan này. Rồi các bạn nút đăng ký cho mình. Đây nó hỏi là laptop, mình sẽ chọn hình ảnh của một cái máy tính nhé. Đến email. Địa chỉ ví 20, các bạn dùng ví ETH ở trên chất Connect hoặc MetaMask, cho ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó quay trở các bạn paste vào. Twitter link, ta follow Twitter. Copy phần username. Nay chọn cả lâu tweet. Gửi lên. Cho cái Discord. Tìm bài đăng ở trên Adopstan. Xin 20 phút mình thoát bớt một số cái Discord không cần thiết nhé. Discord full kênh nhỉ. Ok, sắp tạm mấy kênh ra để có chỗ khoảng trống làm nhiệm vụ. Rồi, mình đã join thành công rồi. Ta copy username Discord này. À, chưa đến phần này. Trên Adopstan thì vừa xong. Thì tụi mình nhấn vào phần profile. Copy phần profiling của cái Twitter này. Paste profiling Twitter phía dưới đây này. Vì tiết link chọn tiết đẹp ni, chọn phần thời gian bài đăng, ở trong cái bài đăng có gắn ưu lên. Copy phần link này. Paste đây này. Chọn ever join này. Username Discord các bạn. Copy phần username và paste đây này. Chọn ever join này. Chọn ever join tiếp này. Ta join một trong ba group, ở đây mình đã join group thứ ba nhé. Ta chọn đôi. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Oil Fantasy. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.